năm 1986, thực hiện đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội 6 của Đảng khởi xướng, đất nước đã thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, xã hội và tình trạng bị bao vây cấm vận. 10 năm sau, năm 1996, Đảng chủ trương đưa đất nước chuyển sang một thời kỳ phát triển mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng với thời kỳ này là đội ngũ cán bộ ngang tầm cả về bản lĩnh, phẩm chất, trình độ, năng lực, kỹ năng được chăm lo xây dựng theo một chiến lược dài hạn, bài bản, khoa học, từng bước khắc phục các cách làm chắp vá, kiểu tư duy nhiệm kỳ và kinh nghiệm chủ nghĩa trước đây. Kết quả của việc thực hiện quy định cụ thể tại Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Là người tham gia kiểm soát và biên soạn nghị quyết này, ông Lê Quang Thưởng cho rằng, sau 20 năm, giờ đây đứng trước sự nghiệp đổi mới đi vào chiều sâu, thì nghị quyết về xây dựng cán bộ chiến lược đã bộc lộ nhiều thiếu sót, khuyết điểm. Ngoài những cái vấn đề mà thành tựu chúng ta đã biết đấy, thì nó có một cái tình trạng cán bộ bị suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chạy chức, chạy quyền, độc đoán chuyên quyền, tham nhũng, thì cũng đã làm cho người ta thấy là cái lớp cán bộ này nó cấu kết giữa cán bộ nhà nước và doanh nghiệp, doanh nhân. Điển hình như vụ là Trịnh Xuân Thanh, hay là kể cả tức là cán bộ cấp cao, cấp chiến lược, trường hợp ông Đinh La Thăng mà vào tới tận ủy viên Bộ Chính trị và nhiều trường hợp khác nữa, chúng ta đã xử lý. Bên Đảng cũng vậy, bên Quốc hội cũng thế, bên Chính phủ cũng vậy, Mặt trận Đoàn thể cũng có tình trạng như thế. Để nói rằng đội ngũ cán bộ của chúng ta tức là nó đã bộc lộ yếu kém lâu nay, kể cả cấp chiến lược. 2 năm vừa qua là khoảng thời gian chưa từng có về kỷ luật nhiều cán bộ cao cấp như Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Xuân Anh, Đinh La Thăng, nằm trong một bộ phận không nhỏ cán bộ thiếu tu dưỡng, rèn luyện, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm pháp luật, có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đây là thực trạng mà đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, cần nhìn nhận để xây dựng được người cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Bây giờ tức là cái tình trạng tham nhũng, lãng phí, nó đang gây bức xúc trong xã hội, thì phải nhấn mạnh cái tiêu chí là bản thân không tham nhũng và phải gương mẫu đi đầu là trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng. Nhưng mà cái tiêu chí lần này mà phải cần nhấn mạnh là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược mà phải có tư duy chiến lược, phải dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Tiêu chí là năng động sáng tạo. Đội ngũ cán bộ chiến lược phải năng động sáng tạo lắm. Anh không chỉ có tầm nhìn, nhưng phải năng động sáng tạo, đặc biệt trong cuộc cách mạng 4.0. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, kỷ luật một vài người để cứu muôn người, để khẳng định sự nghiêm khắc của Đảng đối với những cán bộ đảng viên sử dụng quyền lực của mình, tư lợi cá nhân, đi ngược lại lợi ích của nhân dân. Chỉ khi có người cán bộ đạt yêu cầu, đủ phẩm chất và năng lực mới đủ sức chèo lái trong bối cảnh xung quanh đầy những cám dỗ, cạm bẫy, ma lực của đồng tiền.